quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trường Giang và Nhã Phương là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm nhất của showbiz. Dù đã sinh em bé được hơn 1 năm, nhưng cho đến hiện tại thì cả hai vẫn quyết giấu kín bưng hình ảnh của nhóc tỷ. Mới đây, Trường Giang đã thoải mái hơn khi chia sẻ với con gái đầu lòng. Anh không giấu nổi niềm hạnh phúc khi kể về con và cuộc sống hôn nhân, khiến người hâm mộ phải dành sự chú ý. Nam danh hài cho biết con gái đã lớn lắm rồi, nhìn yêu và cưng vô cùng. Đặc biệt anh nhấn mạnh Nhã Phương yêu nên cứ cưng chiều và ôm suốt. Không chỉ tự hào kể về con gái, Trường Giang bật mí cuộc sống hai vợ chồng thay đổi nhiều sau khi đón thiên thần nhỏ. Trường Giang nói, khi có con rồi thấy bản thân điềm đạm trưởng thành hơn rất là nhiều. Một trong hai người phải hy sinh cho gia đình, ai cũng bớt đi ít thời gian vui chơi, mua sắm để về chăm sóc con nhỏ. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn, Trường Giang tự hào kể rằng con gái anh đã biết bập bẹ nói khi mới chỉ gần 5 tháng tuổi, mỗi khi thấy bố bé đều cảm thấy cực kỳ phấn khích, không ngừng gọi ba ba. Trường Giang được biết đến là người chồng, người bố cực chiều chuộng vợ con. Anh thường tranh thủ thời giờ sau quay hình, về nhà nấu cơm, phụ vợ, chăm con. Có thể thấy rằng Trường Giang xứng đáng là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Mới đây, trong đoạn clip hậu trường, nhiều người bất ngờ khi thấy Trường Giang chỉ ăn nhẹ với bánh ngọt hoặc trái cây, thì nam danh hài vô tư ăn bánh mì kẹp thịt. Lý do được anh tiết lộ vô tình cũng liên quan đến bà xã. Anh nói, bữa nay vợ tôi đi lên Đà Lạt nên tôi phải ăn bánh mì vậy. Không có vợ ở nhà thì có gì ăn đại, có vợ thì mới ăn kiêng đúng chuẩn được. Nay vợ tôi đi chạy bộ marathon mấy chục cây số trên Đà Lạt để từ thiện gì đó, tôi cũng không rõ. Vợ tôi đi chạy bộ chung với Ái Phương mà Ái Phương bảo về được 20 phút rồi, chưa thấy Nhã Phương đâu. Vốn được biết đến là nam danh hài đã show nhất nhì hiện nay với các cát-xê cao ngất ngưởng, dù vậy Trường Giang vẫn là người sống khá giản dị. Thế nhưng, hình ảnh anh ăn bánh mì đơn sơ đến mức này đúng là thấy lần đầu. Hóa ra đều là vì vợ vắng nhà nên không cần nấu cơm, cũng không cần bày vẽ nhiều món ăn mà tranh thủ ăn kiêng. Chắc chắn một phần nào đó anh sợ vợ không cho mình ăn kiêng khem. Vợ chồng Nhã Phương Trường Giang thật biết cách khiến hội FA phải dần dần ghen tị khi liên tục hé lộ những điều cực kỳ đáng yêu trong cuộc sống hôn nhân. Mặc dù không thường xuyên xuất hiện cũng như hạn chế tương tác với nhau trên mạng xã hội, tuy nhiên trong những khoảnh khắc Trường Giang kể về vợ con luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của dân tình. Mới đây trong clip hậu trường của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, khi dàn nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Mạc Văn Khoa đang đùa về chuyện có nên kết hôn thêm lần nữa, Trường Giang mạnh dạn lên tiếng, em một lần đủ rồi, em không có cơ hội và không dám lần hai đâu. Chỉ từ một câu nói, Trường Giang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn thể hiện lòng chung thủy với Nhã Phương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đáng chú ý nhất, khi bị Xuân Bắc trêu, một tài khoản tên NP tiết lộ anh Giang chán lắm, nam danh hài nhanh chóng lên tiếng phân trần. Mười khó cho biết, Nhã Phương không bao giờ gọi chồng là anh Giang mà gọi là yêu thương hoặc yêu thương của em. Sau bật mí bất ngờ của Trường Giang, Trấn Thành liền có phản ứng khán giả cười nghiêng ngả, ca khệ lại đồng nghiệp thân thiết. Phi lý quá à, không lẽ mỗi lần cãi nhau phải gọi ê, yêu thương lại đây, tao bảo mày cái này, tại sao gia đình này có thể gọi nhau như vậy? Trước màn trêu đùa của những đồng nghiệp, Trường Giang chỉ biết ngại ngùng và cười trừ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.